Xin chào các bạn, mình tên là Khánh Nhi. Bạn có thể giới thiệu sơ qua về bản thân mình được không? Mình tên là Gia Kiệt, học sinh lớp 9A4. Mình tên là Nhân Ngọc, mình là học sinh lớp 9A3. Mình là Gia Bảo, lớp 9A2. Mình là Cao Minh Tiến, học lớp 9A3. Mình có một vài điều muốn phỏng vấn bạn, đó chính là ngôi trường mà bạn đang muốn vào đó chính là trường nào? Ngôi trường mà mình đang muốn vào đó chính là trường Dương Văn Dương. Mình mong muốn đậu vào trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Mình muốn vào trường Ngô Quyền. Trường muốn được vào là trường Trung học phổ thông Long Thới. Bạn sẽ làm gì để có thể đạt được đó? Mình sẽ cố gắng học tập và thực hiện ước mơ của chính mình. Mình nghĩ là mình cần phải rèn luyện thêm nhiều đề và đi học thêm để thêm kiến thức hoặc là có thể xin các đề từ các anh chị khóa chưa? Mình sẽ học, dành thời gian cho học nhiều hơn và sắp xếp lại các vấn đề cần được giải quyết, và trước khi thi mình sẽ dành một ngày để soạn lại tất cả các nội dung cần ôn để đi thi. Mình sẽ siêng năng học tập hơn. Nghe thật là ấm lòng quá đi. Hiện tại bạn có đang áp lực không? Có, mình đang áp lực về điểm số lẫn bài tập về nhà quá nhiều. Mình đang rất là áp lực về điểm số, tại vì có một vài môn thì mình mới nhận ra được là lỗ hổng của mình khá là nhiều, nên là mình cần phải rèn luyện thêm để đạt kết quả cao, để có thể đạt được nguyện vọng mà mình mong muốn. Có, nhưng mà mình nghĩ mình có thể qua được. Có, lần đề tuyển sinh lần này rất khó nên mình khá là áp lực. Xin lỗi vì mình không biết, mình chưa có dự định sẽ vào trường nào. Mình sợ là mình làm không có tốt vì mình còn khá là ham chơi. Bất chấp bản thân, bạn có thể bị vấp ngã nhiều lần như thế nào, bạn không được để mình dễ nản chí. Đừng để những sự việc tiêu cực bao lần ảnh hưởng đến bạn, đặc biệt là đừng để bản thân nản chí với lời nói và suy nghĩ của chính mình. Nếu chinh phục ước mơ là một điều dễ dàng, thì chắc hẳn những người bạn đã quen biết đều đã làm được cả hết rồi. Theo đuổi ước mơ là điều không hề dễ dàng, vấp ngã cũng không hề dễ dàng. Tự đứng dậy trong khoảng thời gian khó khăn tất nhiên cũng không thể dễ dàng. Tiếp tục cố gắng chạm tay vào giấc mơ của mình khi bạn cảm thấy vô cùng hoài nghi cũng không dễ dàng. Hãy nhớ rằng sự nghi ngờ giết chết nhiều giấc mơ hơn sự thất bại.